trước nhà mình công đất bằng này này. Và bây giờ thì ông cũng cân đông công đất được một nửa rồi. Thì ông lại tiếp tục công đất thêm cái cửa này nhé. Bây giờ ông lại tiếp tục công đất này. Ông công đất cũng được bằng này rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem nhá. Yeah.